vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Clip này mình chơi đó là Crash. Thì hiện tại đó là mức rank đó là cao thủ. Thì để anh em làm sao chơi để một cách tốt nhất và cách di chuyển cũng như đó là cả tem mình đánh một cách như thế nào để có thể đó là kết thúc được trận đấu nhanh và win một cách đó là nhanh chóng. Thì giai đoạn đầu game đối với trợ thủ thì chắc chắn là anh em phải đó là check map rồi. Ví dụ như pha này check map thì mình biết đó là Mina tem địch có ý định đó là sáng phá bua của rừng tem mình. Thì pha đó thì chắc chắn mình mà biết được thì rừng tem mình sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa thì cũng có sự hỗ trợ đến từ xạ thủ hoặc đó là mid mình để rừng mình phá một cách đó là an toàn và dễ nhất. Để muốn đó là kết thúc một trận đấu cực kỳ là nhanh ở mức rank cao. Nếu ở mức rank thấp thì không phải nói nữa rồi, còn ở mức rank cao nếu muốn kết thúc được trận đấu nhanh thì việc di chuyển cả toàn đội đó là điều quan trọng nhất. Và với người FP thì cần đó là làm gì? Ở trận đấu này mình đó là mang Crep, giai đoạn đầu game thì Crep khá là yếu. Nhưng mà khi lên level 4 rồi, đó là một câu chuyện khác. Ok, pha này thì ra tem binh đó là đấm đá các kiểu, mình sẽ tánh cớ đó là cho ra tem binh cũng như là xạ thủ của tem binh đó là hạ gục được đó là trợ thủ cũng như là xạ thủ của tem địch, bởi vì mình là chất tướng tánh cớ, đặc biệt là cơ rep với bảng ngọc chuẩn tánh nữa, chống chiêu trù thì cũng cực kỳ tốt kèm theo đó cái cấp cứu của mình nữa. Hiện tại thì tem địch đang tập trung đó là 4 người ở đấy. Và này thì mình đó là cứu được là xạ thủ của tem mình, sau đó là cú đẩy lui đến từ chiêu 1. Thì pha này thì chắc chắn đó là tem mình phải ốm một xíu thôi, bởi vì đó là hiện tại thì rừng tem mình đang gánh ở đường ta thân thì chắc chắn đường rông anh em phải ốm nha. Ở trận đấu này thì mình sẽ đến cho món đồ phụ trợ Crep đó là giáp tay hải thân, bởi vì giáp tay hải thân sẽ có phần nào đó là khắc chế được đó là điều thuyền của tem địch, mỗi khi đó là điều thuyền tem địch đông bắn anh em có thể hóa giải cái trạng thái khống chế của điều thuyền. Thì hiện tại đó là ba người tem binh đang đẩy trụ ở đường đó là ta thân thì chắc chắn đường rông sẽ ốm và mình sẽ di chuyển ra mid đó là đẹp nam lính. Đó là cách di chuyển để anh em tạo lợi thế, không thọt vang cũng như là giữ được trụ. Bây giờ lên level 4 rồi, level cần thiết và level mạnh nhất của Crep. Thì chắc chắn bây giờ những phát công trụ của tem mình sẽ dễ dàng hơn rất chi là nhiều. Với Mina và Theo Nát thì chỉ cần một cái thủy thân của mình cũng như là sự kết hợp đến từ mít tem mình nữa. Đấy, mình tem mình cứ đẩy sóng đam lính phát là đi gánh đường khác. Pha này thì mình bật thủy thân lên và choáng được hai người và gánh luôn. Chắc chắn thì pha gánh này đó là sẽ hiệu quả rồi. Và cái kết thì đó là có một màng dành cho tem mình, nhưng mà tem mình thì cùng đó là khá thấp máu, sáu sự hỗ trợ đến từ đó là rừng tem địch nữa. Nhưng không sao cả, dù sao thì pha này thì vẫn đó là 50-50 thôi. Thì hiện tại thì mình cần làm gì, đó là mình sẽ đẹp đam lính này để cho đó là xạ thủ tem binh tấn công lên nha. Ở mùa 6 thì cũng có sự thay đổi về đó là trang bị và phù hiệu, cũng như đó là sự thay đổi đó là về món đồ trợ thủ cực kỳ là lớn nữa, thì mình sẽ chia sẻ anh em khi mà mùa mới bắt đầu. Và này thì mình sẽ thủy thân lên chơi luôn này, một lần nữa thì thủy thân choáng trúng hai người luôn. Và cái kết thì pha này chắc chắn là sẽ có màng rồi, không những được một màng mà còn được hai màng nữa. Pha này mình sẽ cấu kéo bởi vì tem mình thì đang trên đường đó là tấn công lên, pha này thì chắc chắn là muốn ra tem địch thì lên bảng điểm số mà thôi. Sau một cú ao anh chàng mình chỉ mất đó là một xíu máu.
Với Correa thì bắn trụ cực kỳ là trâu bò luôn. Chống chịu thì cực kỳ là tốt. Thì về bảng ngọc cho Correa thì mình khuyến khích anh em lên bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ anh em sử dụng cho binh, đó là ngọc 3 dòng tốc đẩy, máu tối đa và giáp. Ngọc tím cũng là ngọc 3 dòng, máu, hồi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh anh em lên cho binh, đó là ngọc giáp và giáp phép. Rồi pha này mình sẽ bật đó là cái phụ trợ lên cho đó là rừng tém binh. Và cái kế thì chắc chắn Mina không có đó là đám nhiều. Và đáp bơ cứu dành cho đó là rừng tém binh luôn. Correa là mẫu chất tưởng đó là đỡ đòn trợ thủ, anh em có thể búp giáp cho đồng đội băng đó là chiêu 2. Về phù hiệu cho Correa thì sẽ lên theo thiên hướng đó là hồi phục cũng như đó là lượng máu. Thì qua đó giúp Correa đó là trâu bò hơn. Và cụ thể như thế nào về phù hiệu và trang bị thì mình bỏ dưới phần clip cho anh em theo dõi một cách tốt nhất. Thì hiện tại thì làm gì để có là kết thúc trận đấu nhanh hơn, thì bây giờ đó là tém binh ta đang ép đường bịt nhá, thủy thân của mình đó là đẩy lui được đó là hai người của tém địch. Và xạ thủ cũng như là sát thủ của tém binh thì được bắn một cách phơ rí, bắn một cách mệt nghỉ. Vậy là có một phát quẹt dỡ dành cho đó là tém binh. Để kết thúc được trận đấu nhanh thì anh em đó là cần sự kết hợp giữa đó là mình cũng như là đồng đội cực kỳ là tốt. Khi đó thì giúp đó là anh em sẽ có một thế trận cực kỳ là tuyệt vời và đẩy trụ thì cực kỳ là nhanh chóng. Ở những mức rank thấp thì trận đấu khoảng 6-7 phút đó là chuyện bình thường. Mức rank cao thì khoảng, ví dụ như rank cao thủ thì thường là 8-9 phút nếu mà anh em có sự kết hợp hoàn hảo và tốt nhất. Pha này thì tém địch cực kỳ là đông, nhưng mà đối với mình thì cũng không xin nhé. Mình sẽ nhảy vào đó là giữa 4 người của tém địch luôn, bật lên đó là cái thủy thân và cái kết. Thì chắc chắn pha này sẽ có một phá đó là quét dỡ tiếp theo dành cho đó là tém binh. Chống chịu thì cực kỳ là lâu, nhưng mà bây giờ lượng máu của mình thì vẫn đang còn đó là khoảng 50% nữa, kèm theo đó thì giáp ảo đến từ thủy thân nữa. Đấy, mới chỉ đó là có 6 phút thôi mà tém địch thì đã mất hết đó là gian trù đó là ngoài rồi. Thì bây giờ làm gì để kết thúc trận đấu nhanh hơn nữa? Mục tiêu bây giờ thứ nhất có thể ăn ta thân, thứ hai nếu mà có cơ hội thì có thể đó là tấn công luôn. Bây giờ thì nếu mà mình có thủy thân thì có thể đó là tấn công luôn nha anh em. Thì hiện tại bây giờ đó là tém mình thì quyết định đó là giáo tránh. Và giáo tránh thì những cú đá của Ra thì kết thúc được một người rồi. Và kết thúc được hai người, cũng như đó là ghi đú và rừng tém mình thì kết thúc được hai người nữa. Và chắc chắn thì trận đấu này đó là sẽ kết thúc mà thôi. 6-0 và hỗ trợ đến tận 14 mạng. Bật thủy thân lên, choáng trúng đó là điếu thuyền của tém địch luôn. Mura tém địch Ra thì cũng chỉ đó là ra và biến về mà thôi, và trận đấu kết thúc cực kỳ là nhanh chóng. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Thì ở những trận đấu trước thì cũng vậy, và những trận đấu trước thì chắc có lẽ đó là mình sẽ đó là chen clip để anh em có thể theo dõi cái cách di chuyển làm sao mà ép trụ một cách liên tục để giúp đó là tém mình thắng thế một cách nhanh nhất. Thì qua đó giúp anh em có thêm là kỹ năng về ép trụ cũng như là kỹ năng di chuyển để không thể đó là mất lính một cách vô ích, cũng như là có thể là chơi một cách tốt nhất. Bye bye anh em.